Nè, em đi công tác á, bận lắm á, nhưng mà cố gắng tìm được loại nước hoa anh thích nè. Anh thấy chưa, bạn tốt á, phải như vậy đó. May quá, những loại anh vừa mới hết, đã thể nhờ người mua. Cảm ơn bạn Hiền. Ok, giữ gìn sức khỏe ha. Anh em, dạ, được tới chị đi công tác, có cần gì thì nhắn tin cho chị nha. Chị cũng mua cho anh Việt được rồi ạ, à. Em không cần. Tạm biệt chồng cũ nha. Chúc anh ngủ ngon. Bye bye. Lần này là về thiệt đó. Tính của cô từ xưa giờ vẫn thế. Lúc nào cũng muốn mình là cái rốn của vũ trụ, khuấy mọi thứ đó phải tung lên mới chịu. Hôm nay chắc là tặng chồng cái này để làm cái vợ về. Mà thôi, đừng có chấp cô ấy nhá. Có người mua quà cho anh, em cũng đỡ tốn tiền. Đúng là cao thủ số 1, đánh cho kẻ địch không còn manh giáp nữa. Sao anh cần đồ gì cứ nhắn thẳng cho chị đi nhá. Cháu 19 tuổi rồi, cháu có quyền tự quyết định chuyện tình cảm của cháu. Bố mẹ cháu không có quyền can thiệp. Chú có bạn gái rồi. Chú nói dối. Cháu thử nghĩ xem, chú có lý do gì để nói dối cháu không? Chú đã có bạn gái. Cô ấy là người mà chú đã từng bỏ lỡ. Nhưng chú đã gặp lại được cô ấy. Và chú hiểu rằng chú không thể nào quan tâm đến bất kỳ một người phụ nữ nào khác ngoài cô ấy cả. Alo, em nghe. Em à, anh vừa đọc kịch bản viral em gửi rồi. Có vài vấn đề anh muốn trao đổi thêm với em. Sang phòng anh nhé. Nhưng mà bây giờ em lại đang không có công ty. Sáng nay em định gọi cho anh để xin nghỉ, mà luấn quấn nhiều việc em lại quên. À, sao gọi chồng để chồng chồng sách cho. Giang này, ngay sau khi về công ty đã có cuộc họp để thống nhất tất cả những nguyên tắc làm việc mới. Em nghỉ thì nên xin phép trước, nếu không sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của các bộ phận khác. Em biết nhớ, em là biên tập chính của công ty, lịch của em ảnh hưởng đến rất nhiều các bộ phận đấy. Em biết rồi, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm. Anh sẽ nốt lại những yêu cầu cần phải sửa cho kịch bản. Em hoàn thành trong ngày hôm nay đi, trước 8 giờ sáng mai gửi anh. Thank you.